Hello, xin trân trọng kính chào quý khán giả của Vietcow TV. Chào đón quý vị đến với chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Thưa quý vị, một lần nữa thì Hạnh Lê xin được chào đón đến bình luận gia Phạm Gia Đại trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, chào chị Hạnh Lê, kính chào quý vị khán thính giả. Dạ, thưa vâng, và thưa quý vị, trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay thì một cái chủ đề mà bình luận gia Phạm Gia Đại đã đưa ra đó là Nga thay đổi chiến thuật tấn công vào thủ đô Kiev. Trong cái Hạnh Lê nhớ là trong ba bốn tuần trước đây đó thì Hạnh Lê có dịp làm việc với anh Đại. Vâng. Thì mình nói về ngay từ lúc ban đầu khi mà Nga đang chuẩn bị tấn công vào thủ đô của Kiev, thì thưa quý vị thì bình luận gia Phạm Gia Đại cũng có nói rằng cái cơ hội mà tấn công thì rất là cao, đúng không thưa anh? Vâng. Thì đúng như vậy, ngay cái ngày hôm sau thì là mình có liền cái tin. Vâng. Là họ tấn công vào Kiev. Thành thử ra ngày hôm nay một lần nữa thì trước khi mà chúng ta đi vào chủ đề chính ngày hôm nay thì chắc có lẽ Lê sẽ mời bình luận gia Phạm Gia Đại chia sẻ về cái tình hình coronavirus trên toàn thế giới xem. Cảm ơn chị Hạnh, và thưa quý vị, hôm nay nó có hai cái breaking news chúng tôi nói trước cho quý vị trước khi đi vào cái con virus GCP. Cũng là một cái tin vui là cái virus nó có thuyên giảm trong cái tuần này. Thì cái tin đầu tiên á, mà chúng ta thấy rất ngạc nhiên là sáng nay 6:30 sáng ngày hôm nay giờ của bên Ukraine á, thì bất ngờ là Nga mở cuộc tấn công. Họ mở cuộc tấn công là họ bắn 6 cái hỏa tiễn có cánh từ cái hạm đội của Nga ở trên biển Hắc Hải. Họ bắn vào và họ ngạc nhiên một điều là họ bắn vào phía tây của Ukraine và vào một cái khu vực của sân bay Lviv. Nó chỉ cách biên giới Ba Lan có 45 dặm thôi. Yeah. Trước kia họ tấn công phía bên phía đông. Yeah. Và bây giờ đầu tiên là họ bất ngờ họ bắn 6 cái hỏa tiễn có cánh đó. Và theo như bên Bộ Quốc phòng của Ukraine, họ nói rằng là cái hỏa tiễn này đó là một loại hỏa tiễn, nó có tên là X-3 số 5. Yeah. X-555. Và loại hỏa tiễn này đó nó bắn vào đó, nhưng rất may là nó bắn vào trong một cái xưởng để mà sửa chữa máy bay. Nhưng mà cái xưởng sửa chữa máy bay này đã được người ta bỏ đó, không có sử dụng trong thời gian rồi. Cho chính vì thế mà bây giờ nó đã làm cho cái xưởng nó bị hư hại, nhưng mà không có tổn thất về nhân mạng. Yeah. Nhưng mà tại sao họ lại bắn vào đó? Thì những bình luận người ta cho rằng đây là một chỉ dấu cho thấy rằng là ông Putin, ông muốn cảnh cáo Ba Lan. Bởi vì rằng là trong cái ngày 15 tây tháng 3 vừa qua thì ba thủ tướng Ba Lan, Czech với lại Slovakia đã đi qua bên thủ đô Kiev của Ukraine để mà hội đàm với tổng thống của Ukraine. Dạ, vâng. Để mà ủng hộ Ukraine trong cuộc bảo vệ của họ chống lại xâm lăng của Nga. Dạ. Chính vì thế mà bây giờ bắn gần Ba Lan để cho Ba Lan thấy rằng cảnh là cáo. Cảnh cáo. Cái thứ hai nữa là cũng Hạ viện của Hoa Kỳ vừa mới thông qua một cái dự luật. Dạ. Cái dự luật này là chấm dứt cái sự việc dành cho Nga với lại cái nước Belarus được cái quyền người ta gọi rằng là một cái thương mại mà bình thường vĩnh viễn. Bây giờ cái thương mại vĩnh viễn đó của Nga Belarus đã bị chấm dứt. Yeah. Ngăn chặn cái đó thì ông Putin cũng rất là bực tức về cái chuyện đó. Yeah. Và đồng thời ra đó, cái thứ ba nữa đó là trong cái thông điệp diễn văn của Tổng thống Zelensky mà ông nói với lại ngày 16 tây vừa qua với Quốc hội Hoa Kỳ đó, đã gây một tiếng vang rất là lớn và nó gây cho ông Putin ở Nga cảm thấy không có comfortable, ông không thích thế nào hết. Yeah. Cho nên ông bắn mấy cái hỏa tiễn này. Và cái thứ hai nữa là một cái breaking news sáng hôm nay cũng cho biết là vào ngày thứ 6, 18 tây tháng 3 thì đột nhiên ông Putin ông nói rằng nước Nga chúng tôi không có chủ trương để mà xâm chiếm mà chiếm đóng lãnh thổ của Ukraine. Yeah. Ông xô quân ông đánh vô rõ ràng như thế, tổng gọi là hải lục không quân đánh vào như thế, ông nói là chúng tôi đánh thôi chứ không. Yeah. Tại không vì bây giờ ông có thể là thấy là thế giới đang gọi là chống đối nhiều quá. Yeah. Thành ra bây giờ đó ông đang thay đổi chiến thuật, thì thay đổi. Yeah. Chiến thuật như thế nào? Ừ. Chúng tôi sẽ đi vào cái đề tài này, nhưng mà trước hết là có một cái tin tương đối là vui đối với vấn đề con COVID này, đó là nó có thuyên giảm những tuần lễ vừa qua, để chúng. Yeah. Ta xem sơ qua một tí là tình hình nó cũng có tốt đẹp hơn một chút, có thể là mùa hè nó đang đến rồi đấy quý vị. Ừ. Thứ nhất đó, là ngày 14 tây tháng 3 đó, thì thế giới có 49 nước trên 220 nước mà thôi. Ừ. Là có màu đỏ, và Mỹ, Ấn, Ba Tây đều có màu trắng. Bước qua ngày 16 tây thì nó giảm xuống
49 giảm xuống còn 29 nước có màu đỏ thôi. Và bước qua ngày 17 Tây thì nó tăng lên 56 nước có màu đỏ. Trong đó thì đột ngột chúng ta nhìn thấy là Mỹ lại có tới tử vong tới 503 người và Nga tới 561 người. Nhưng mà bước qua đến cái ngày 18 Tây chúng tôi thu hình ở đây đó, thì thế giới lại giảm xuống còn có 36 nước trên 225 nước thôi là có cái màu đỏ. Yeah. Và với cái con số mà chúng tôi lấy vào cái lúc sáng sớm của cái ngày hôm nay thì là nó giảm xuống còn có 9 nước. Rồi đến lúc mà 10 giờ sáng chúng tôi lấy cái tin nữa thì nó lên tới 36 nước. Và trong đó có một số nước bây giờ đang có màu đỏ như là Nhật Bản, Thái Lan, Nam Hàn, Mỹ, Úc, Pakistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan và New Zealand. Riêng Việt Nam bây giờ đó là con số mà nhiễm đã trên 7 triệu người rồi. Và số tử vong tại Việt Nam bây giờ là 41.683 người. Và Đài Loan vẫn giữ vững cái con số ở 853 người. Riêng tại Hoa Kỳ, trên thế giới và ngày hôm nay đã có 6.088.152 tử vong. Và riêng tại Hoa Kỳ tới ngày hôm nay đã có 996.072 tử vong. Và riêng tại California đó là có 88.070 tử vong. Texas 87.119. Florida là 72.443, New York 68.304, sau đó là các tiểu bang Pennsylvania, Ohio, Georgia và Michigan. Riêng trong tiểu bang California thì đứng đầu vẫn là Los Angeles với 31.408 và Orange County với 6.820, San Bernardino 6.775, Riverside 6.405, San Diego 5.138 người tử vong. Đấy là những con số cập nhật mới nhất mà chúng tôi có được ngày hôm nay chuyển đến cho quý vị. Tuy nhiên đó là qua những cái tin vừa rồi chúng tôi nói thì đồng thời có hai cái tin về vấn đề virus. Là cái thứ nhất, một cái tin rất là ngạc nhiên là bên Anh họ có cho biết rằng là theo nghiên cứu của họ thì 9 người trong số 10 người tử vong liên quan tới con COVID-19 này lại là những người đã chích ngừa rồi. Vậy ha. Fully vaccinated mà lại chết. Yeah. Thì đây là cái chúng ta đặt dấu hỏi là tại sao nó lại như thế. Nghĩa là có thể vaccine nó không có cái effect. Đấy là một cái chúng ta đang nghiên cứu để xem rằng là chiếc vaccine như thế mà vẫn bị tử vong như vậy thì nó đi tới đâu. Với cái thứ hai nữa, đến bây giờ CDC họ lại đổi con số lại. CDC đổi con số tử vong của trẻ em. Trước kia đó, cái thời của ông Trump đó, và bước qua thời của ông Biden thì họ nói rằng trẻ em tử vong rất là nhiều vì cái này. Nhưng bây giờ CDC nó nói lại là giảm xuống, nó chỉ còn có 1/4 thôi. Thì cái này không biết nó gọi là vấn đề chính trị hay không thì chúng ta biết để cho chúng ta sợ. Political trend thôi anh. Có một thời gian là trẻ em bị rất là nhiều và bây giờ họ nói trẻ em bị rất là nhiều, nhất là dưới 18 tuổi. Để cho những tuổi. Người lớn tuổi nóng ruột đó, nóng ruột có những cái vấn đề thì phải đi chích ngừa, phải theo những cái mà vaccine mandate của họ vân vân. Nhưng mà một cái tin vui nữa là hiện tại bây giờ người ta đưa ra ánh sáng và ta nói rằng cái thuốc ivermectin đó là vô cùng hữu hiệu để mà trị về con virus, nhất là cái Omicron, những cái biến thể của nó đó, nó trị rất là hay. Và nó là một trong 10 thứ thuốc hiện tại bây giờ đứng hàng đầu để mà trị về cái COVID-19 này. Và ivermectin là đứng đầu trong 10 cái thứ thuốc đó nữa. Và một cái điều mà chúng ta hy vọng rằng mai mốt cái ivermectin này sẽ được đưa ra thị trường để chúng ta sử dụng bởi vì nó rẻ lắm. Và cái Pfizer kia đó họ cho biết rằng thì là những cái thuốc họ đã đưa ra thị trường các thứ thì là người Mỹ đã phải đóng thuế lên tới 5.29 tỷ để mà mua những thuốc đó. Và mỗi một liều để mà dùng về Pfizer đó nó tới 529 đồng lận. Trong khi cái ivermectin này nó là bao nhiêu quý vị? Nó có 48 đồng cho tới 95 đồng một cái liều thuốc mà thôi. Rất là rẻ, 1/10. Nhưng mà không biết tại sao nó đã bị ngăn cấm không được sử dụng trong thời gian rất là lâu. Và nên, cái loại thuốc này là của hãng nào thưa anh? Thuốc này là cái thuốc mà WHO từ xưa đã công nhận nó từ lâu rồi. Nó từ mấy chục năm nay nó xài, nhưng mà nó xài cho súc vật. Nó giống như cái vật. Thuốc mà ở Việt Nam mình hay nói là nó là hydrochloroquine, thuốc sốt rét. Thuốc sốt rét đó cũng được công nhận lâu rồi, nhưng mà bây giờ vẫn bị gạt đi. Thì bây giờ đó, hydrochloroquine với ivermectin là hai thuốc hiện tại bây giờ ta nói là very effective.
rất là hữu hiệu mà rất rẻ tiền. Nhưng mà thời ông Trump là họ cấm ngặt không được sử dụng. Chính vì thế mà con không số có matter là bao nhiêu là người bác sĩ đã ra để điều trần về vấn đề đó. Hành Lê vẫn nhớ cái thời gian họ đó. Bị trù dập. Họ không được, có những thế lực mà nó quá mạnh đi, nó lấn át hết, không cho sử dụng cái đó. Chính vì thế người ta nói, chính vì thế mà Mỹ mới chết tới 996.000 người bây giờ. Ở cái thời điểm đó. Nếu cho sử dụng lúc bây giờ, con số không có chết nhiều như vậy. Điều đó là điều chắc chắn. Đó là điều đáng buồn mà chúng ta thấy ở nước Mỹ. Nó đã xảy ra cái chuyện nó là như thế. Và bây giờ từ từ nó mới đưa ra cái ánh sáng. Đấy là một cái điều mà chúng ta cần phải để ý về cái thuốc một mai Ivermectin. Và cái thuốc Kining, người ta gọi là hydrochloroquine, thuốc Kining đó mà được sử dụng á, là chúng ta yên tâm hơn về cái vấn đề này. Tuy nhiên một cái tin nữa đây chúng ta cần để ý đây nữa là gì? Tiền xăng lên quá cao. Tột đỉnh luôn thưa anh. Bây giờ lên quá cao, lên quá cao. Và nó lên cho người ta cho nhìn thấy rằng là riêng tại Orange County đó, nơi chúng ta ở tại đây đó, trung bình nó là 6 đồng, có nơi là 7 đồng. Quý vị nhìn thấy đó. Và người ta sợ rằng nó có thể lên tới 10 đồng thì bây giờ là cái nồi cơm của chúng ta sẽ ảnh hưởng tới rồi. Vì bây giờ có những người mà đi ra đổ xăng, họ nói chuyện, họ nói rằng là có những người ta đi cái xe mà nó 8 engine, 8 đầu máy đó. Mà thật sự cái này anh đại thấy là nó sẽ ảnh hưởng tới những người mà làm minimum wage. Là tại vì ngày xưa ví dụ như mình làm minimum wage, cái tiền xăng chỉ có 3 đồng thôi. Đúng. Nhưng mà bây giờ nếu mà nó lên, nó còn sẽ lên nữa, nó lên double rồi, thì cái người minimum wage ảnh hưởng rất lớn. Còn một số những người mà làm, họ làm trong office đó, anh đại thấy là họ có thể làm từ nhà. Đúng thì vậy. Họ lại không cần đúng phải travel. Vậy. Đó. Cái điều đó là nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến những người mà cái vấn đề nó ảnh hưởng tới cái đồng lương gia đình của họ là một chuyện. Mà chúng ta sẽ đi vào cái vấn đề này cũng như chúng ta sẽ nói tới những tin rất kỳ lạ là bây giờ nó ăn cắp xăng quý vị. Bây giờ người ta báo động là mình phải cẩn thận nó ăn cắp xăng đấy. Bởi vì bây giờ xăng lên cao quá, nó sẽ ăn cắp xăng, ăn cắp ở tại trạm xăng, ăn cắp tại xe của mình, ăn cắp xăng, nó xảy ra nhiều tiểu bang kể cả California rồi. Nhưng mà trước khi đi vào cái đề tài mà ăn cắp xăng rất là hấp dẫn này, chúng tôi muốn nói rằng cái vấn đề mà cái xăng nó lên như thế đó, chúng ta lật ngược lại, chúng ta nhìn lý do tại sao nó lên như thế thì chúng ta tìm ra được nguyên nhân của nó. Thí dụ như bây giờ là bà Martha Blackburn, bà là dân biểu cộng hòa của tiểu bang Tennessee, thì bà nói tất cả là do vấn đề ông Biden ông cấm sản xuất xăng dầu ở trong nước. Và việc này không phải Mỹ ông cấm đâu, ông cấm từ cái thời của ông Obama cơ. Và lật ngược trở lại, những cái chính phủ dân chủ từ xưa đến giờ là chủ trương cấm sản xuất dầu để họ bảo vệ cái môi trường. Đi theo cái climate từ hồi ông Clinton, từ hồi ông Al Gore là phó tổng thống đó, ông đã ra ông điều trần và ông đã được cái giải Nobel về cái vấn đề điều trần đó. Nhưng mà những cái điều ông điều trần cái đó, ông được cái giải đó, đến bây giờ nó vẫn không xảy ra. Nhưng mà bây giờ cái đồng tiền người ta bị cắt giảm đi rất nhiều vì xăng nó tăng lên như thế, vì rất là vô lý. Nước Mỹ là cái nước bây giờ là có trữ lượng dầu hỏa lớn nhất trên thế giới. Mà từ thời ông tổng thống Barack Obama đó, ông cấm không được sản xuất, không được xây dựng cái đường ống Keystone từ Canada về đây. Lúc đó chúng ta ngạc nhiên, chúng ta bảo tại sao mà mình có xăng mình không sản xuất, mình lại đi mua xăng của người khác. Thì ông giải thích rất hay, mà hồi đó chúng ta đã bị bắt lừa, chúng ta tin theo đó. Ông nói là để dự trữ cho Mỹ sau này dùng, chúng ta dùng của người ta trước đi, chúng ta không khai thác của mình. Nghe rất là xuôi tai nhưng mà chúng ta thấy cực kỳ vô lý. Bởi vì bây giờ cái thời của ông Trump á, xăng có 2.6 đồng, 2.5 đồng thôi, bây giờ nó lên double rồi. Và người dân phải trả chứ ai trả cái đó. Trả là bởi vì chúng ta có, chúng ta không xài, chúng ta đi mua của người ta, chúng ta phải chịu cái tiền lời. Đấy là cái nguyên nhân của cái xăng nó lên cao vụt như vậy. Nhưng bây giờ một cái tin cũng rất là kỳ lạ mà cũng vui vui đến cho quý vị là ăn cắp xăng như thế nào quý vị. Chúng tôi cho một vài câu chuyện như thế này để quý vị thấy này. Họ nói rằng là ông mà Kirby Duncan đó, ông là Acting Public Information Officer của cái Everett, là trong một cái department của cảnh sát ở bên Washington đó. Thì ông có cho biết một số tin tức về ăn cắp xăng, bởi vì giá xăng lên cao quá, người ta đi ăn cắp xăng. Là tại Houston, Texas đó, là một cái nhóm trộm, nó đã lấy được 1.000 gallon diesel từ dưới hầm. Nó dùng một cái xe minivan á, nó đã không biết làm thế nào, nó có một cái
trap door mà nó luồn xuống dưới, nó lấy được 1.000 cái galon diesel. Nghĩa là họ ăn cắp xăng từ những từ cái cây xăng. Trạm xăng từ cây xăng. Là nó lấy từ cây xăng là một. Và thứ hai nữa đó là tại cái thành phố Hoquiam của Washington đó, thì ông police chief là ông Jeff Meyer, ông lại nói rằng cái nạn ăn cắp xăng bây giờ nó trở nên rất ư là nghiêm trọng, bởi vì cái giá xăng nó lên như thế. Và nó không phải nó ở đó đâu, mà nó tới Ontario bên Canada cũng bị, rồi bên California nó cũng báo động như thế. Và có những cái gia đình họ có những cái trạm xăng họ ấy mở ra thì họ thấy họ có bị ăn cắp xăng. Và những chuyện này nó xảy ra để cho chúng ta họ báo động rằng là chúng ta phải cẩn thận, vì nếu chúng ta ở bất cứ nơi nào chúng ta để xăng xe chúng ta không cẩn thận đó, nhiều khi có thể người ta mở cái nắp xăng, người ta lấy hút cái xăng của mình ra. Đấy là đã xảy ra, cho nên họ báo động cái chuyện đó. Đồng thời ra đó là ông Jerry Simmons đó, ông là president của Domestic Energy Producers Alliance, thì ông nói rằng là tất cả là do ông Joe Biden, ông đã ra cái lệnh là không được sử dụng khai thác những cái dầu từ phiến đá. Nó gọi là shale oil đó. Và ông Joe Biden ông hứa là đến năm 2050 thì khí hậu đây sẽ sạch sẽ. Cho nên chịu khó trả tiền xăng cao như thế đi, đến năm 2050 chúng ta sẽ được không khí sạch sẽ. Nhưng bây giờ thì người dân low income bây giờ người ta khốn khổ vấn đề không có tiền sinh sống. Đó là cái ông nói y hệt như ông Tập Cận Bình cũng nói vậy đó. Ông Tập Cận Bình nói 2060 là nước tàu sạch lắm, không có gì hết. Thì cố gắng về cái climate change đó, cố gắng một chút. Nhưng ngoài ra nó có một cái hai cái tin nữa rất đáng chú ý trước khi chúng tôi đi vào đề tài hôm nay là, quý vị, thứ nhất á, cái vụ laptop, không biết chị Anh còn nhớ laptop của Hunter Biden đó. Dạ vâng. Bây giờ nó bùng nổ trở lại. Dạ vâng. Bây giờ chính cái tờ mà New York Times đó, là cái tờ ngày xưa nó bưng bít tất cả các chuyện đó, là khi ai nói cái đó nó bảo cái chuyện này là cái chuyện mà bịa đặt không có. Và cho tới tháng 9 năm 2021 vừa qua nó vẫn nói rằng những cái này là không có căn cứ gì hết. Thì đùng cái bây giờ đó họ ấy công nhận cái chuyện này là chuyện có thật. Và là tờ New York Times. New York Times đã lên hả? Đã lên rồi. Và đấy là một điều chúng ta phải theo dõi, vì như thế tức là có một something thay happen, đổi. Thay đổi. Something thay đổi, dạ vâng. Mà tờ báo mất ủng hộ bên dân chủ đó mà nó chống ông Trump kịch liệt như thế thì bây giờ bắt đầu họ xoay chuyển và họ nói rằng cái này là có sự thật. Và nếu cái chuyện này có sự thật, trong đó nó phanh phui cho bao nhiêu những cái mà liên hệ của gia đình Biden đối với lại bên châu Âu, châu Á, kể cả đối với China, thì đấy là một cái tin chúng ta đang theo dõi để chúng ta xem nó đi tới đâu. Vì bây giờ cái chính cái tờ báo lớn của Mỹ bây giờ nó đã công nhận. Nếu mà người ta nói đó là cái sự thật thì họ có đi investigate không thưa anh, hay như thế nào? Hay là họ chỉ đưa tin như vậy thôi? Bây giờ cái thời gian của ông Trump á, thì nó bị dẹp xuống. Người ta đã dùng cái thế lực nào đó, người ta dẹp bỏ cái đó, bỏ quên luôn, không ai nói tới nó nữa. Nhưng mà đến bây giờ mà chính cái tờ New York Times mà nó bung ra thì chúng ta thấy rằng nó có một cái something behind, một cái gì đằng sau lưng đó đó. Thì chúng ta chờ xem là nó sẽ là như thế nào. Vì khi mà tờ báo lớn như thế mà nó công nhận cái điều này là sự thực á, thì phải có sự điều tra. Không thể để như thế được. Nó đã ém nhẹm thì không sao, nhưng mà nó bung ra nó nói như thế. Và đồng thời bây giờ, kỳ trước chúng tôi có nói chuyện tới một cái cuốn sách của ông Peter Shriver rồi đó. Ông nói về cái Red Hand đó, bắt quả tang những người Mỹ mà làm ăn đối với China đó. Thì trong đó cái chương thứ hai nó nói về gia đình Biden làm ăn với China. Cuốn sách nó tung ra hiện tại bây giờ nữa thì tất cả cái đó nó đưa vào cái việc mà là người ta đang để ý tới gia đình Biden và những người mà đang làm những cái việc mà bất lợi cho Hoa Kỳ và có lợi cho China. Thì đó là một trong cái laptop của Hunter Biden, là một trong cái điểm người ta đang chú ý tới. Đấy là một cái điều thứ nhất. Được khơi lên trở lại. Nó khơi lên trở lại. Và người ta nói là tại sao 16 tháng trôi qua rồi, bây giờ lại đem ra. Người ta đặt câu hỏi. Vậy thì có một cái gì đằng sau lưng đó, chúng ta đang chờ xem. Để nếu mà nó thay đổi được thì nước Mỹ sẽ khá hơn. Nó thay đổi cái bộ mặt đi. Thì đấy là cái mà những cái tin mới nhất chúng tôi gửi đến cho quý vị. Và đồng thời ra là một cái tin nữa mà chúng tôi thấy rất nhiều người tôi ngưỡng mộ cái ông mà chủ của cái hãng xe hơi Tesla đó, ông Elon Musk đó. Bởi vì khi Ukraine đang bị như thế
thì cái ông mà bộ trưởng của cái Ukraine về vấn đề mà không gian mạng đó, ông được ông Tổng thống Zelensky bổ nhiệm đó, thì ông có lên tiếng kêu gọi ông này. Yeah. Ông nói rằng ông bây giờ ông đã bắn rocket lên trên sao hỏa, ông bắn các nơi nữa rồi thì Nga đang bắn rocket vào chúng tôi. Bây giờ ông đang thành công với những cái mà tàu vũ trụ của ông ở trên đó. Yeah. Thì bây giờ đất nước chúng tôi đang bị bom đạn. Mà Nga bây giờ đã phá hủy cái hệ thống internet ở trong Ukraine. Yeah. Thì ông kêu gọi ông này. Ông này bảo ok, 10 giờ nữa quý vị sẽ có internet trở lại. Wow. Ông dùng cái SpaceX của ông đó ở yeah. trên đó. Bắn lên. Ông có sẵn trên vệ tinh cho nó rồi. Dạ, vâng. Ông tôi sẽ nối lại quý vị 10 giờ sau quý vị có hết lại. Wow. Và nhiều những cái mà entity khác sẽ đến với quý vị. Yeah. Ngay lập tức mà người ta ca ngợi ông này. Yeah. Mà bây giờ người ta mới đặt câu hỏi của Mỹ có hàng trăm tỷ phú sao mà ông cứ đi đâu hết rồi. Có thấy có mình ông này thôi. Dạ. Và ông này ông còn challenge cả ông Putin nữa. Dạ vâng. Ông tôi không chấp nhận cái chuyện của ông. Dạ. Nhưng ông được khác đi đâu rồi. Dạ. Những tỷ phú khác đi đâu rồi. Ừ. Mà chỉ thấy ông này lên tiếng. Dạ. Đấy là cái mà chúng ta thấy rằng là có những cái tin mới đây mà chúng ta thấy nó có nhiều cái tin vui vui. Elon Musk là một hiện tượng ha. Ông là một hiện tượng mà phải nói rằng rất là hiếm hoi khi mình thấy một người ta nói ông là cực kỳ thông minh. Cực kỳ thông minh. Người ta nói ông này là từ hành tinh khác ông xuống nhưng mà người mà anh nhìn thấy cái thái độ của ổng thì giống như là một không phải là một người business. Ổng rất là vui vẻ, ổng rất là không có hiện lên cái sự ông stress bình dân nữa. Dạ vâng, và rất bình dân. Đó là cái điều rất là nhiều người mến ông ấy. Dạ. Đó là những cái mà tin đầu cái buổi chương trình bản tin đặc biệt chúng tôi đưa tới quý vị để chúng ta nhìn thấy có những cái hình thức nó thay đổi ở trong nước Mỹ và có những cái tin tức chúng ta cần phải theo dõi rất là kỹ, nhất là trong cái khoảng thời gian này đang rất là sôi động đấy chị. Dạ vâng. Và thưa quý vị, xin quý vị đừng rời khỏi làn sóng của Viettel TV. Chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2 của chương trình Special Report ngày hôm nay và với rất là nhiều những cái chi tiết mà quý vị sẽ lần lượt cùng với bình luận gia Phạm Gia Đại và Hành Lê đi qua những cái chi tiết đó. Xin quý vị đừng rời khỏi làn sóng của chúng tôi.